Alright, xin chào tất cả các anh chị trên Conference Call. Lại đến ngày đầu tuần các anh chị. Hôm nay là ngày thứ hai và một ngày rất là đặc biệt các anh chị. Ngày hôm nay là ngày cuối của tháng 10, ngày 31 tháng 10 năm 2016, cũng như là ngày cuối tháng các anh chị, ngày cuối tháng và một ngày đặc biệt nữa đó là ngày hôm nay hầu hết tất cả các anh chị ở Mỹ đều biết chúng ta có cái ngày hôm nay gọi là ngày Halloween, không các anh chị? Happy Halloween tất cả các anh chị. Có thể là giờ này là cũng có khá nhiều anh chị là dẫn con mình đi trick or treat các anh chị ha. Chúc các anh chị một buổi ngày tối Halloween thật là vui và rất là vui với lại những người con của mình. Bây giờ các anh chị, bây giờ là đúng 7 giờ tối giờ ở miền Tây Hoa Kỳ, ở California, cũng như là 8 giờ tối giờ ở Colorado, Utah, 9 giờ tối giờ ở Texas và 10 giờ tối giờ ở miền Đông Hoa Kỳ. Giờ này là cái giờ mà chúng ta biết là theo thường lệ chúng ta có chương trình hội thoại Nu Việt Conference Call. Xin chào tất cả các anh chị trên call ha. Ok. Rồi, để quay. Conference recording stopped. Quay làm lại ha. Conference recording started. Okay. Conference unmuted. Okay. Không biết làm gì đây. Okay, sorry, conference muted. Rồi, ok, mình bắt đầu lại ha. Rồi thì là ngày hôm nay như là cái flyer các anh chị, ngày hôm nay nhân dịp mình cuối tháng và ngày Halloween, và cũng như là chúng ta đang háo hức chờ đón cái pre-launch của AgeLockMe sắp tới đây, thì Quế cũng chủ trì cái chương trình này là nói về cái đề tài là Trick or Treat với AgeLockMe các anh chị. Thì trước hết là Quế gửi lời chào đến tất cả các anh chị trên Facebook Live ha. Quế thấy có chị Ginny Trần nè, hello chị, có anh Cường Lê, anh Kiệt Đoàn, chị Vân và Ánh. Hello tất cả mọi người trên Facebook Live ha. Giờ mình chuyển vào thể nhắc nhở một số anh chị là mình vào nghe cái call này như thế nào các anh chị. Thì trên đây là cái flyer các anh chị, mình có 3 cách, mà đúng ra là 2 cách để mà vào cái call ngày hôm nay. Cách thứ nhất là như những anh chị mà trên Facebook Live đó, Happy Halloween chị Vân. Hi, thank you chị. Thì là các anh chị biết là mình có thể vào ngay trên cái trang Facebook của Quế đó, là facebook.com/quế.nguyễn các anh chị. Thì các anh chị có thể theo dõi cái call ngày hôm nay, cũng như là các anh chị gọi vào qua cái số điện thoại conference call của mình á là 857-216-6700 và cái code là 337-231 các anh chị. Cũng có một cách thứ ba nữa đó là chúng ta có thể vào nghe như thường lệ, đó là vào nghe qua trên nuvietradio.com. Hello anh, happy Halloween. Hello chị Vinh, hello anh Tony. Rất là vui thấy một số anh chị lót vào trên Facebook Live ha. Và cũng như là trên Conference Call, cũng như là trên Nu Việt Radio. Thì một lần nữa xin chào tất cả các anh chị. Hello chị Trang. Rồi, và kế bên đây á, là Quế muốn chia sẻ với các anh chị cái đề tài ngày hôm nay. Ở kế bên Quế là AgeLockMe, em My thân yêu của Quế đây. Cũng đã tới lúc là Quế cũng phải decorate ha. Đúng ra là ngày hôm nay cũng phải làm một cái hóa trang gì đó cho em My và cho bản thân mình. Nhưng mà mình không có. Nhưng mà Quế cũng có mặc cái áo màu cam này các anh chị. Ok rồi. Thì là ở trên cái flyer cũng rất là vui các anh chị, là mình có cái Quế cũng có collab được. Và Quế thấy nó rất là hay á, là không những là cái sản phẩm AgeLockMe á, là cái kem dưỡng da chúng ta có là personalized, mà một số những anh chị á là cũng rất là o bế cái AgeLockMe của mình các anh chị. Mình thấy ở trên đây á là hello anh Đông, hello happy Halloween ha. Rồi thì là khi mà mình nhìn thấy những cái này cũng rất là vui các anh chị. Mình thấy là mọi người càng ngày càng có cái tình yêu thương với lại cái sản phẩm AgeLockMe bản thân của mình, là không những là mình cũng trang trí ở trên đó những cái áo khoác cho AgeLockMe cũng rất là dễ thương, phải không các anh chị? Các anh chị có thể xem coi là cái nào là cái dễ thương cho mình, và còn nhiều cái kiểu rất là đẹp các anh chị, thì mình có thể là xem coi là mình cũng có thể làm như vậy. Chị Vân, AgeLockMe giveaway for Halloween. Ok rồi, chào cô Hà Tước. Rồi thì mình trở lại cái kho ngày hôm nay ha.
Thì đó là một chút xíu về giới thiệu cái đề tài kho ngày hôm nay. Như các anh chị biết á, là mỗi một ngày á, mình có rất là hay các anh chị là đều đặn từ thứ hai tới thứ sáu là mình có cái chương trình kho này cũng vào giờ này các anh chị. Mà giờ này là với cái thời đại kỹ thuật hiện nay cũng rất là hay á, là mình có được có thể là kết nối với lại không phải chỉ là ở thị trường Mỹ không các anh chị. Mình cũng thấy có một số anh chị ở thị trường Việt Nam cũng vào trên kho tham gia với chúng ta, cũng như là ở thị trường châu Úc các anh chị, chỉ trừ ở châu Âu là bây giờ là cái thời gian nó quá sớm ở bên châu Âu. Nhưng mà xin chào tất cả các anh chị trên khắp toàn cầu ha. Rồi thì mình nói về thank you chị Vân. Mới thì xài AdSlogMe đó chị, mà bây giờ là đang xài cái Personalize á. Rồi chị Vân khen hôm nay da mặt của quý nhìn đẹp. Ok rồi, thì là như các anh chị biết là chúng ta đều đặn có cái chương trình kho này là một cái món ăn tinh thần rất là hay các anh chị, và rất là vui là cái dịp mà chúng ta có thể gặp gỡ với nhau mỗi ngày trong tuần để mà cùng có thể là cùng nghe conference call, học hỏi được nhiều đề tài khác nhau, cũng như là nghe giọng nói của nhau. Và đó cũng là một cái giống như là một cái văn hóa, một cái gì đó mà cái tình thân của đại gia đình Nuvi của chúng ta là có được cái buổi gặp mặt như vậy mỗi ngày, phải không các anh chị? Ok rồi, thank you anh Chinh. Rồi thì là hôm nay đó là mình nói là mỗi một ngày mình có một cái đề tài khác nhau, thì ngày hôm nay cái đề tài của Quế chủ trì vào ngày đầu tuần á là phát triển kỹ năng các anh chị. Thì hôm nay Quế chọn là với cái trước cái ở thị trường Mỹ chúng ta đang háo hức chờ đón cái pre-launch của AgeLockMe, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng để mà chúng ta có thể là hoàn thành những cái chỉ tiêu để mà có được những cái code mà chúng ta tham gia vào cái chương trình AgeLockMe vào tháng sau các anh chị, rất là hào hứng. Xin chúc tất cả các anh chị mà đang kiểu như là tổng lực để mà về đích vào cuối tháng này các anh chị, mình còn đúng ra đó là bây giờ đó là 8 giờ tối ở bên Utah là tổng hành dinh của Nu Skin. Thì mình biết là đúng 11 giờ 59 phút tối chuyển qua 12 giờ khuya đó là cuối tháng, không các anh chị? Thì chúng ta còn coi như là 4 tiếng nữa là chính thức cuối tháng 10. Và thêm vào đó công ty của chúng ta là ngày hôm nay, tháng này là chúng ta cũng có được thêm một ngày là ngày mai để mà chúng ta có thể bắt đếch những cái điểm số hoặc là sửa chữa những cái lỗi sai để mà chúng ta có thể là catch up và có thể đạt được chỉ tiêu cho tháng 10. Thì Quế cũng xin chúc tất cả các anh chị về đích cuối tháng 10 thật là thắng lợi, thật là lớn, và đạt được tất cả những cái mục tiêu mà mình đề ra cho tháng 10, thắng lợi lớn, và để mà tràn đầy năng lượng và thật là sẵn sàng cho cái AgeLockMe pre-launch vào tháng 11 các anh chị ha. Thành ra đó cũng có thể là một trong những cái lý do mà hôm nay cái chương trình kho của mình một số anh chị vắng mặt, nào là Halloween, thời gian dành cho gia đình, cũng như là mình có cái cuối tháng mà mình run. Hello chị Nguyệt, hello chị Hồng, rất là vui thấy cũng có rất là nhiều anh chị vào cái kho ngày hôm nay. Thì là cũng rất là hay là mình có Facebook Live cũng như là recording, các anh chị cũng có thể là xem lại hoặc là gửi lại cái đường link cho những cái anh chị mà không có thể vào kho nghe ngày hôm nay ha. Rồi cũng xin dành 2-3 phút thôi để mà giới thiệu một chút xíu về Quế dành cho những anh chị mà Quế chưa có dịp quen biết hoặc là chưa có dịp gặp mặt đó. Thì một chút quickly giới thiệu về Quế ha. Quế tên đầy đủ là Quế Nguyễn các anh chị. Hiện tại là Quế ở sinh sống ở ngay khu vực Orange County, quận Cam, miền Nam Cali các anh chị. Quế thì hiện tại là hợp tác cùng với mẹ ruột của Quế tên là Emmy Ngô, làm cái công việc kinh doanh Nu Skin này toàn phần các anh chị. Đến nay là cũng hơn 2 năm rưỡi rồi. Trong 2 năm rưỡi vừa qua thì rất là vui và rất là hài lòng với lại cái những cái mà mình đạt được trong cái kinh doanh này, không chỉ là cái thành công về mặt tài chính hoặc là về những cái nấc mà mình đạt được với kinh doanh này. Hiện tại thì Quế và mẹ là giữ cái chức vụ là Blue Diamond và đạt được là 4 cái chuyến tưởng thưởng liên tiếp trong 2 năm vừa qua. Nhưng mà cái đó chỉ là một phần của những cái mà Quế và mẹ thấy rất là yêu thích cái công việc kinh doanh này. Và có được coi như là giống như ngày hôm nay là có được cái đại gia đình thứ hai của mình, và có được cái dịp để mà kết nối với rất là nhiều anh chị trên thế giới, và đặc biệt là cái cộng đồng người Việt của chúng ta.
Trước khi vào Nu Skin các anh chị thì Quế, bản thân của Quế là làm về bên kỹ sư và làm về bên quản lý, về gọi là senior manager, quản lý những cái dự án cho một cái công ty lớn tư vấn chuyên về kỹ nghệ Microsoft các anh chị. Còn mẹ của Quế thì là làm về bên địa ốc, là một người realtor, là người top real estate producer ở đây. Thì đó là cuộc sống của hai mẹ con trước khi mà vào làm Nu Skin. Thì qua một cái dịp tình cờ được giới thiệu cái cơ hội này, và sau một thời gian ngắn tìm hiểu thì Quế và mẹ thấy được ở cái cơ hội này là cho mình được nó đáp ứng được những cái nhu cầu mà mình đang tìm kiếm, và đặc biệt là cho mình mở ra một cái cánh cửa để cho mình thấy được là có những cái mà mình mơ ước, có những cái gọi là phong cách sống cũng như là cái chất lượng của cuộc sống mà mình muốn có được á, thật sự có được á, thì mình tìm thấy ở cái cơ hội này mở ra cho mình một cái sự khả thi để mà mình hoàn thành được so với những cái công việc trước, thì là hai mẹ con quyết định vào làm cái kinh doanh này các anh chị. Thì sau hơn 2 năm thì rất là vui. Hiện nay đó là bên cạnh cái thành quả mà mình đạt được á, thì cái điều vui nhất bây giờ là mình có thể là có cái điều kiện để mà giúp đỡ cho rất là nhiều anh chị ở trong hệ thống của Quế và mẹ nói riêng, cũng như là truyền đạt lại những cái gì mà mình hiểu được và mình có cái kinh nghiệm của mình để cho đến đại gia đình của chúng ta, để cho mình thấy được càng ngày càng có nhiều anh chị trong cái đại gia đình người Việt của mình cũng có được cái thành công trong cái công việc kinh doanh này các anh chị. Đặc biệt á, là với cái bây giờ nhìn lại chỉ có hơn 2 năm thôi các anh chị, mà bây giờ Quế càng ngày càng thấy á, là rất là vui, là càng ngày á, là ở Nu Skin á, là càng có được nhiều cơ hội để mà chúng ta nắm bắt. Và chúng ta có thể là những anh chị mà thật sự vào, mà mới mà vào trong cái khoảng thời gian gần đây á, thật sự ra là các anh chị vào rất là đúng thời điểm các anh chị. Rất là may mắn, tại vì là mình có được cái sản phẩm mà phải nói là gọi là, với dùng cái chữ là chấn động đó, là cái sản phẩm mà sắp ra trên thị trường đây á, là sẽ là một trong những cái gọi là để mà đánh dấu lịch sử, tại vì là cái lần đầu tiên mà ra cái sản phẩm này trong cái kỹ nghệ và dưỡng da các anh chị. Một số anh chị cũng đã nghe qua rất là nhiều trong cái thời gian gần đây. Và có nhiều anh chị là Quế nghe chia sẻ là đã chờ đợi cái ngày mà công ty kiểu như là chính thức cho ra mắt sản phẩm này trên thị trường là cũng mấy năm rồi các anh chị. Là tại vì là sản phẩm mình gọi là sản phẩm Aesop Me đó. Một lần nữa là Quế cũng xin show lại cái sản phẩm này ha, cho các anh chị ha. Ok, đây là sản phẩm Aesop Me rất là đẹp của chúng ta. Đây các anh chị, nhìn hình dáng rất là đẹp và đạt được rất là nhiều giải thưởng rồi các anh chị, về giải thiết kế cũng như là giải chất lượng sản phẩm, và có được rất rất là nhiều những cái coi như là nói về là có được trên media, những cái tạp chí nổi tiếng của Mỹ, cũng như là vừa qua là cái giải Emmy Awards là cũng có mặt ở trong cái giải đó, và có được nhiều tài tử Hollywood cũng đã được biết đến cái sản phẩm này các anh chị. Thì bây giờ mình thấy là làm sao mà mình, cái câu hỏi ngày hôm nay là trick or treat của Aesop Me ha. Thứ nhất là sẵn dịp đây thì mình cũng trò chuyện một chút xíu, thì các anh chị có thể là mình có thể tham gia để mà mình cùng coi như là hội thoại với nhau ha. Thì trước hết đó là các anh chị có thể viết ở trên cái comment của Facebook Live, hoặc là các anh chị có thể bấm số 5 và dấu hoa thị trên cái conference call đó. Thì một số anh chị có thể là cho Quế biết là có thể là kiểu như là mình cùng hội thoại với nhau trước hết trick or treat về Aesop Me. Thì mình xem coi ở trên call này là một số anh chị biết bao nhiêu về Aesop Me. Khi mà nói về Aesop Me thế thì để mà tóm gọn trong vòng coi như là một câu hay là hai câu á, các anh chị nào có thể xung phong là cho biết á, là Aesop Me là cái sản phẩm như thế nào, các anh chị là sản phẩm như thế nào ha. Tóm gọn lại, khi mà ví dụ như có người nào mà khen nước da của mình đẹp nè, hỏi là gần đây mình xài sản phẩm gì, có thay đổi gì trong cái dưỡng da của mình hay không, mà mình muốn khoe với họ về sản phẩm Aesop Me á, thì mình nói tóm gọn như thế nào các anh chị. Đó là trước hết, đó là để mà
Với thấy là với cái gì cũng vậy, mình cần biết một chút xíu mà mình cần biết về tổng thể là AgeLogMe là gì các anh chị ha. Thì cái câu hỏi thứ nhất đó là làm sao mà mình có thể trả lời được tóm gọn trong vòng kiểu như là một hai câu ngắn gọn AgeLogMe là gì mà để có thể là làm cho mọi người là hứng thú muốn nghe nữa các anh chị. Đó là cái câu thứ nhất. Thứ nhất là mình nói về AgeLogMe là những cái từ gì chính á, để mà có thể là đánh động được cái sự thích thú của người ta. Đó, thành ra là có anh chị nào xung phong cùng vào để mà cùng hội thoại với Quế ngày hôm nay không ha? Các anh chị ở trên conference call có thể bấm số 5 và dấu hoa thị ha. Rồi những anh chị trên Facebook Live á, cũng có thể viết vào cái comment ở phần dưới đó. Là thứ nhất á, là cái câu hỏi thứ nhất là mình coi như là AgeLogMe là gì các anh chị? Đó là một trong những cái câu hỏi căn bản đúng không? Rồi những cái chữ nào là những cái chữ chính yếu để mà để người ta có thể là kiểu như để ý nghe mình hơn khi mà mình nói về AgeLogMe. Đó. Rồi. Ok. Thì bây giờ á, là Quế để câu đó qua một bên ha, để xem có anh chị nào xung phong hay không. Ok, rồi cái câu thứ hai mình có thể hỏi nữa các anh chị. Câu thứ hai này là cảm nhận về trải nghiệm của bản thân của mình. Mình nói về sản phẩm, khi mà mình miêu tả về AgeLogMe rồi, thì cái thứ hai mình thường được nghe hỏi là cái AgeLogMe này khi mà mình thực sự mình trải nghiệm và mình xài đó, thì có những cái điểm nào mà mình thích giúp cho làn da của mình như thế nào các anh chị. Thì cái đó là những cái mà khi mà mình chia sẻ với cái người đối diện là họ rất là muốn nghe. Họ muốn nghe không phải là những cái bài bản mình có cái gọi là cái product material để mà mình đọc rồi mình nói một cách rất là bài bản nghiêm túc. Nhưng mà cái quan trọng là cái mà bản thân của mình khi mà mình xài AgeLogMe á, thì mình cảm nhận như thế nào, cái điều gì mình thích nhất ở AgeLogMe, và mình thấy cái làn da của mình có cải thiện như thế nào. Nếu mà mình có được những cái ví dụ cụ thể, làn da của mình là nó khác biệt như thế nào, có cái hình trước và sau thì là càng cho làm cho người ta càng thích thú. Thì cái câu đó là cái câu thứ nhì. Và cái câu thứ ba đó là rất là hay các anh chị, là khi mà mình nói AgeLogMe là một cái sản phẩm mà dành riêng cho da của mình á, làm cách nào để mà cho cái người đối diện người ta hiểu được dễ dàng nhất các anh chị. Thì là thay vì mình nói rất là nhiều là AgeLogMe là dễ như thế nào đó, thì Quế thấy với kinh nghiệm của Quế và gần đây mình cũng càng ngày càng có nhiều feedback của nhiều anh chị á, cái cách dễ nhất mà để cho người ta thích thú nhất là khi mình coi như hỏi người ta là có trong vòng khoảng 5 phút hay không, để mà mình có thể giúp người ta làm một cái test da thật là đơn giản các anh chị. Mình biết được cái cách để mà mình cho người ta cảm nhận được á, là cái chữ personalize là như thế nào, cái chữ customize là như thế nào với cái sản phẩm này độc đáo á, thì được cái mà hay nhất á, các anh chị, là walk người ta through cái skin assessment của công ty. Chỉ có 20 câu hỏi thôi các anh chị, chỉ có 20 câu hỏi thôi, nhưng mà với kinh nghiệm của bản thân Quế và qua cái khi mà mình từ từ mình giúp cho người ta trả lời từng 20 câu hỏi đó, thì tự nhiên cái người đối diện của mình á, người ta tự nhiên người ta hiểu được ô, cái này là người ta cảm nhận được cái này là đang dành cho mình. Nó giống như là mình dẫn người ta đi may áo, may quần á các anh chị, mà người ta được đo, người ta biết à khi mà cái bộ đồ đó được may á, là cho bản thân của họ. Thì cái app hoặc là cái skin assessment rất là hay các anh chị, là một trong những cách mà Quế thấy hữu hiệu nhất để cho mà cái người ta hiểu được à AgeLogMe này là gì, ý nghĩa như thế nào, tại sao nó là của riêng bản thân mình và do chính mình thiết kế cho bản thân của mình các anh chị. Thì đó là một số cái câu hỏi thông thường về cái gọi là về sản phẩm các anh chị. Tại vì có hai phần, thứ nhất á, là về sản phẩm mà để cho người ta đưa vào cái sự thích thú, là mình nói về cái sản phẩm trước và sau đó là mình dẫn qua về làm sao cái tiềm năng của cái sản phẩm AgeLogMe trong kinh doanh, phải không các anh chị? Rồi, thì trở lại, Quế cũng còn đang chờ một số anh chị có thể là vào cùng với Quế để mình còn cái câu hỏi hồi nãy ha. Một số anh chị nào, đây là một cái mình cũng có thể gọi là challenge nhỏ nhỏ, là làm mình tóm gọn lại AgeLogMe như thế nào trong một hai câu các anh chị ha, là cái câu mở đầu á,
để mà có thể là cho người ta có cái sự thích thú và tò mò khi mà người ta khen cái làn da của mình đẹp các anh chị. Rồi, ok, vẫn còn chưa có. Để coi coi từ đây tới cuối cái kho có anh chị nào có thể là giúp Quế trả lời cái phần này hay không ha. Rồi, bây giờ kế tiếp á, là cái thứ kế tiếp là mình biết khi mà mình nhận được sản phẩm Exotmi á, thì cái đầu tiên là mình sẽ xài được cái bộ đầu tiên mình kêu là cái reference set các anh chị ha, là cái chung cho tất cả các loại da. Thì á, là các anh chị cũng lưu ý á, mình khi mà mình xài, không phải là mình xài không mà mình để ý như thế nào, nó khác biệt, có những cái khác biệt gì. Có thể là một số anh chị sẽ không có thấy khác biệt nhiều khi mà mình xài cái bộ reference set, rồi sau đó mình chuyển qua cái personalized set của mình, là có cái code riêng của mình đó các anh chị. Thì là mình để ý coi là cái nó có cái gì khác biệt hay không, có tốt hơn hay không. Với bản thân của Quế thì khi Quế chuyển qua cái riêng á, cái kem dưỡng da riêng của mình sau khi xài xong cái bộ chung á, thì Quế thấy là thật sự là mình feel được các anh chị, bản thân của Quế cảm nhận được là ồ, cái này thật sự là lên cái làn da của mình nó feel rất là hay, kiểu như là đúng là chỉ cho bản thân của mình hay thôi, mà thôi, mà theo cái điều kiện da của mình. Thành ra đó cũng là một trong những cái mình có thể là chia sẻ, mà cái chia sẻ Quế nói cái chia sẻ mà hấp dẫn nhất, cái chia sẻ hay nhất á, là bản thân của chúng ta trải nghiệm cái sản phẩm đó để mà mình chia sẻ với mọi người. Rồi, kế tiếp ha các anh chị ha, thì mình nói cái đó một chút về sản phẩm. Bây giờ mình chuyển qua là làm sao mà mình coi như là thấy được ở đây là cái tiềm năng kinh doanh như thế nào các anh chị. Thì mình sẽ thấy là khi mà mình đưa dần họ, khi mà mình, cái thứ nhất, một trong những cái đặc điểm là gì? Về kem dưỡng da đó, là mình thấy là khi mà mình có được cái kết quả thì mình sẽ giúp cho người đối diện, người ta hiểu được là nếu như mà bản thân của họ sau khi mà họ nghe mình chia sẻ, sau khi mà họ nghe mình chia sẻ mà họ thấy hấp dẫn, và họ thấy là nếu mà họ trả lời được những cái câu này với mình các anh chị, sau khi mà nghe mình chia sẻ về kinh nghiệm sản phẩm của mình đó, thì mình sẽ hỏi họ là anh chị có muốn xài thử, kiểu như là có muốn, kiểu như thấy cũng có, là nếu như mà có điều kiện anh chị có muốn đem cái Emmy về cho riêng mình hay không. Thì phần lớn cái câu trả lời, cái câu hỏi kế tiếp á, cái người đối diện có thấy sẽ hỏi là người ta sẽ quan tâm về giá tiền các anh chị. Bởi vì hầu như á, là Quế thấy 100% những cái người mà Quế chia sẻ sau khi mà được hướng dẫn làm cái test da đó, làm cái skin assessment, cũng như là mình chia sẻ về kinh nghiệm của mình xài mi á, thì ai thực sự ra bản thân ai cũng thích là có cái dịp để mà mình xài thử các anh chị. Nhưng mà cái câu hỏi kế tiếp là cái giá tiền. Cái giá tiền ở đây là một cái mà nhiều người rất là quan tâm, phải không các anh chị? Thì mình thấy là thay vì mình hỏi cái câu hỏi đó trực tiếp, mình trả lời cái câu đó trực tiếp á, thì Quế thấy rất là hay, mình có thể là hỏi ngược trở lại để mà tìm hiểu coi như là hiện tại đó là họ chi ra cỡ khoảng bao nhiêu cho kem dưỡng da của họ. Mình hướng dẫn họ từ từ, là bao gồm có từ là nước rửa mặt nè, nước hoa hồng nè, rồi serum nè, rồi á là nó tự nó log out ra, Quế phải vô trở lại. Ok, rồi là kem ban ngày, kem ban đêm. Thì từ từ để mà họ thấy được á là coi như là cộng dồn lại là bao nhiêu tiền một tháng họ đang kiểu như là phải bỏ ra cái khoản tiền như thế nào. Và cái kế tiếp nữa các anh chị là mình thấy là để cho họ như vậy thì mình nói trước là mình nói về cái tiền mà coi như là đều đặn họ phải xài với cái này. Và với Exotmi là mình biết giá tiền rất là phải chăng, là chỉ có 99 đồng một tháng mà thôi, hoặc là 149 đồng. Thì hai cái đó nếu mà nói về là trung bình ở Mỹ mà là cái trung bình thì là cái giá cả rất là phải chăng các anh chị. Thành ra từ đó thì sẽ làm cho nhiều người, người ta kiểu như người ta sẽ dễ dàng hơn để mà người ta open và người ta dùng cái sản phẩm này. Rồi thì cái câu hỏi kế tiếp á, là cái thứ nhất á, là khi mà nghe chia sẻ thì anh chị có thấy thích thú để mà xài cái sản phẩm này thử hay không? Tại vì mình được bảo đảm nữa các anh chị, một cái rất là hay là mình được bảo đảm nữa. Rồi công ty bảo đảm cho mình á, là 90 ngày xài, nếu mà không có thấy cái gì mà mình cảm thấy mình không có hài lòng thì công ty bảo đảm cho mình cái điều đó. Cái thứ hai là
hỏi họ là như vậy thì anh chị cảm thấy là nếu mà anh chị xài mà anh chị thích á, thì anh chị nghĩ là khi mà anh chị nếu như mà có người quen hoặc là bạn bè hoặc là trong gia đình á, thì anh chị nghĩ là anh chị có feel comfortable để mà chia sẻ cái này, giới thiệu cho những cái người quen của mình xài hay không. Tại vì thật sự ra ngay cả mình xài một cái điều gì mà mình có một cái gì tốt, cái gì hay á, là mình làm cái việc này mỗi ngày các anh chị ha, là mình rất là bình thường mình chia sẻ, đặc biệt là chị em phụ nữ với nhau á, mà mình có cái gì tốt á, là ví dụ như lúc trước mà xài một cái mỹ phẩm nào tốt hay là một cái dưỡng da nào tốt, mình cũng khi mà bạn bè hỏi thì thường là mình cũng rất là vui để mà mình chia sẻ, phải không các anh chị? Thì câu hỏi thứ hai là nếu mà bản thân của họ thấy là họ có thể xài nè, và cái thứ hai là họ cũng có thể là rất là comfortable, họ rất là thoải mái để mà họ giới thiệu cho cái người quen của họ xài, và họ có thể nghĩ là những cái người đó cũng có thể làm được như họ hay không. Nếu mà cái câu trả lời cho ba câu hỏi này đều yes á, thì mình sẽ dẫn họ vô từ, thì cái đó chính là cái kinh doanh các anh chị. Với cái sản phẩm Aslogme này, người ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng và không có phải lo ngại nhiều là phải tìm hiểu đủ như thế nào. Ok, rồi tiếp theo ha. Không biết sao cái mặt của chị không biết chị Vân click cái icon gì á, nhìn không được vui lắm ha. Happy Halloween này game chị. Rồi thì bây giờ á, tiếp theo là làm sao nếu mà mình để mà mình chuẩn bị để mà tham gia vào cái Aslogme pre-launch vào cái tháng sau các anh chị. Cái phần về trải nghiệm sản phẩm thì bắt buộc mỗi chúng ta là phải trải nghiệm rồi. Những anh chị nào mà chưa có sản phẩm Aslogme trong tay, chưa trải nghiệm thì Quế nói các anh chị hãy coi như là càng sớm càng tốt nha. Phải có một Emmy của mình để mà mình trải nghiệm. Mình còn có 15 ngày nữa thôi các anh chị, là tới cái ngày pre-launch là chính thức bắt đầu là ngày 15 tháng 11. Thành ra là các anh chị còn là 15 ngày nữa để mà các anh chị có được cái câu chuyện trải nghiệm bản thân của mình. Rồi, cái tiếp theo là chuyển qua về kinh doanh, làm sao để mà mình có thể tham gia vào cái Aslogme pre-launch này các anh chị. Thứ nhất á, là mình biết á, là thứ nhất là muốn được tham gia có nghĩa là mình có thể là có phải kiểu như là mình mua được Aslogme, cũng như là mình có thể giúp được những người mà mình biết trong hệ thống của mình mua được Aslogme. Thì cái điều kiện thứ nhất các anh chị đều biết á, là chúng ta cần phải có code, phải không các anh chị? Có code thì chúng ta mới là coi như là tham gia được vào cái chương trình pre-launch. Mà cái những đạt được những cái tiêu chuẩn để mà có được cái code cho Aslogme á, là chúng ta chỉ còn coi như là ngày hôm nay là chính thức của tháng 10 và ngày mai là cái ngày bát đế các anh chị, để mà mình đạt được những cái tiêu chuẩn đó. Các anh chị là với khuyến khích các anh chị là nếu mà chưa có nắm vững á, thì các anh chị làm việc thật là chặt với cái người sponsor apply của mình, hay là gọi vào công ty hoặc là liên lạc với cái người account manager của mình để hiểu rõ là bản thân của mình á, nếu mà muốn có được code và muốn có càng nhiều code á, thì mình cần phải đạt những cái tiêu chuẩn gì, tối thiểu là như thế nào và tốt nhất là như thế nào các anh chị ha. Thì mỗi một anh chị sẽ có một cái trường hợp khác nhau, và chúng ta biết á, là cái mà cái gọi là cái thành quả hay là cái bottom line của mình là cái tiền commission mình nhận được qua cái pre-launch của Aslogme là nó tỷ lệ thuận, phải không các anh chị? Nó tỷ lệ thuận với cái số lượng code mà mình có được, cũng như là hệ thống của mình có được, không phải bản thân của mình có không các anh chị, mà là hệ thống của mình có được. Và cái số lượng code đó là nó tỷ lệ thuận với lại cái số lượng executive mà mình có trong hệ thống các anh chị. Cái bottom line nó là như vậy, không phải bản thân của mình có được bao nhiêu code. Bản thân của mỗi người của mình maximum là 12 code thôi các anh chị. Như các anh chị biết là từ executive cho tới latex là mỗi một người của chúng ta là có 6 code. Rồi từ Ruby trở lên là chúng ta có 12 code, đúng không? Thành ra bản thân mỗi một người của mình thật sự ra là tối đa mình chỉ được là 12 code thôi. Nhưng mà cái then chốt nữa đó là trong hệ thống của mình tổng cộng là mình có được bao nhiêu code. Bởi vì những cái người trong hệ thống của mình á mà cũng có tham gia vào. Rồi, và tiếp theo nữa đó là như vậy á, là những cái điều kiện để được executive thì mình đều đã rõ rồi, và mình xem coi trong hệ thống của mình á, trong downline của mình có những ai cần để mà mình có thể hỗ trợ để mà giúp cho họ cũng có đạt được cái executive các anh chị ha, hoặc là hơn nữa.
và cái mốc đó là giữa từ coi như là executive tới lapis hoặc là từ ruby trở lên. Thành ra những anh chị nào mà muốn có maximum code cho cá nhân của mình là mình phải đạt được từ ruby trở lên, và từ đó mình phải biết những cái điều kiện là như thế nào các anh chị. Và đặc biệt là bây giờ đó là chúng ta có một cái rất là một cái chương trình cũng rất là tốt các anh chị, như một số anh chị đều đã biết từ những cái chương trình conference call, đặc biệt là của account manager của mình á, là có cái chương trình welcome back executive các anh chị. Mình để ý là mình không phải chỉ giúp đỡ cho những cái anh chị mới đang trên cái bước đường để mà hoàn thành chỉ tiêu thành executive không, mà một số anh chị mà vào một thời gian á thì mình có thể xem lại trong cái hệ thống của mình á, là có những cái người cũ các anh chị, những cái người cũ á là đã từng thành executive rồi, mình cũng có thể gọi để mà hỏi thăm họ và để có thể là giới thiệu với họ hoặc là nói cho họ biết về cái pre-launch của AgeLockMe và cái tiềm năng như thế nào để mà giúp cho họ có được cái hứng khởi để mà họ trở lại các anh chị. Thành ra đó là mình để ý mình tận dụng cái chương trình Welcome Back Executive rất là hay để mà chúng ta có thể là làm hứng khởi lại cho một số anh chị cũ. Và bản thân của Quế và Quế nghe cũng rất là nhiều anh chị leader chia sẻ đó là với cơ hội AgeLockMe họ rất là vui đó, là họ giúp cho được những cái người downline cũ của họ là có thêm cái niềm hứng khởi và niềm tự tin và trở lại các anh chị, và tận dụng cái chương trình Executive Welcome Back của công ty á để mà trở lại với cái này. Thành ra là mình nói về cái là làm sao để mà mình có thể được maximize cái tiền commission của mình cho qua cái đợt pre-launch á. Các anh chị nhớ đó là nó tỷ lệ thuận bottom line là nó tỷ lệ thuận với lại cái số lượng code của mình các anh chị. Và cái số lượng code thì tỷ lệ thuận với lại cái số người executive trong hệ thống của mình. Hoặc là từ Ruby trở lên, hoặc là từ executive tới Lapis, và từ đó mình tính ra cái lượng code của mình. Thì các anh chị biết á, cứ mỗi một cái code á mà mình có thể phân phối được trong cái hệ thống của mình qua cái đợt pre-launch á, là mỗi một code trị giá là 350 điểm, phải không các anh chị? Thì cứ thế mình tính lên, nếu như mà trong hệ thống của mình có thể là dựa theo cái số executive và cái số từ Ruby trở lên, mình có thể tính ra được là trong hệ thống của chúng ta là có bao nhiêu code và cái potential volume của mình sẽ được là bao nhiêu nếu tất cả các code đó mà đều được kiểu như đều được phân phối hết vào tháng sau. Và cái cơ hội để mà mình có thể phân phối được hết tất cả các cái code đó đó các anh chị, nó cao hơn rất là nhiều so với những cái đợt LTO lần trước. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có cái gọi là guarantee inventory các anh chị. Những cái đợt LTO trước á, một số anh chị nào mà có tham gia biết á, là mình cũng rất là cũng có cái intense ở trong đó, tại vì trong tay mình có code chưa chắc á là mình có thể là mình có thể là mình có thể là có đạt được qua volume, tại vì là cái LTO window nó rất là ngắn và nó có thể sold out bất cứ lúc nào. Thành ra mình vẫn còn có cái uncertainty, có cái chưa chắc là mình nắm được trong tay cái volume là bao nhiêu. Nhưng mà với AgeLockMe là chúng ta là có cái gọi là guarantee inventory, mình có tới 2 tuần của tháng 11, 2 tuần cuối của tháng 11 để mà mình có thể là huy động trong cái hệ thống của mình có thể là phân phối được code các anh chị. Mình có từ ngày 15 tháng 11 cho tới ngày 30 tháng 11, mà trong cái khoảng đó là chúng ta có là lễ lộc, là chúng ta có Thanksgiving, chúng ta có Black Friday sale là cái dịp shopping để cho mọi người shopping cho Christmas. Thành ra rất là có cái khả năng cao để mà chúng ta chuyển hết những cái code của mình á thành cái volume các anh chị. Và cứ một cái code là 350 điểm, mình cứ tính lên là như vậy. Và trung bình các anh chị biết á là với cái chính sách trả thưởng của công ty á là mình có là từ 5% cho có thể tới lên là 40% tùy theo cái hệ thống của mình, chiều sâu của mình đi bao nhiêu. Nhưng mà minimum là mình đạt được 5% của cái lượng volume đó, nên mình có thể tính nhẩm ra được cái commission check của mình là bao nhiêu. Và mình muốn đạt được bao nhiêu thì mình có thể là làm ngược trở lại các anh chị. Mình muốn đạt được cái commission check bao nhiêu thì mình biết là cái volume mình cần là bao nhiêu. Và từ cái volume mình cần là bao nhiêu thì mình biết được cái code của mình là bao nhiêu cái code ha, và từ bao nhiêu cái code đó mình biết được là nhẩm ra là cỡ khoảng là bao nhiêu người executive. Thì đó là sơ về và như vậy. Và một cái mà mình có thể là làm hứng khởi cho những cái người trong hệ thống của mình á có được cái gọi là mình có được cái hăng nồng và cái động lực á để mà người ta có thể phân phối được sản phẩm AgeLockMe vào tháng sau á,
là người ta phải hiểu được cái quyền lợi người ta có là cái gì các anh chị. Là cứ như là ok có 6 cái code, vậy thì nếu mà mình có được 6 cái code đó mà mình phân phối được hết á, thì mình được cái gì cho bản thân của mình? Thì cái thứ nhất á, là 6 cái code các anh chị biết, cứ mỗi 3 cái code mà mình có thể là mình phân phối được á, thì mình được một cái sản phẩm mi for free, phân các anh chị là được miễn phí mà trị giá là 400 đô, mình có thể tự trải nghiệm hoặc là mình có thể dùng quà tặng hay là mình làm bất cứ điều gì mình muốn với cái Airdrop mi đó. Thành ra khi mà mình có trong tay 6 cái code mà mình phân phối trong cái circle group của mình á, thì là mình đã được cái đảm bảo về cái doanh số cho tháng sau rồi các anh chị. Tại vì mỗi code là 350 điểm, 6 code là 2001, là coi như là cái tháng sau là nếu mà họ tập trung mà họ phân phối được cái code đó thì họ coi như không cần phải lo về điểm số. Chưa kể là có cái số lượng khách hàng trung thành rồi những cái khác, xài những sản phẩm khác, mình chỉ nói là chỉ có Airdrop Me thôi là đã coi như là lo xong cái phần điểm số. Và nếu mà phân phối được hết 6 cái Airdrop Me đó, 6 cái code đó là có được 2 Airdrop Me for free. Thành ra khi mà người ta hiểu hơn được đó là người ta sẽ đạt được cái gì á, thì người ta sẽ rất là hăng hái để mà người ta trở lại, hoặc là người ta rất là hăng hái để mà phân phối. Và khi mà mình phân phối code các anh chị, cái pre-Airdrop, pre-launch á, là một trong những cái Quế muốn kiểu như mình có một chút xíu mình coi như là cái đường đi nước bước của mình á, tại mình biết là bản thân của mình cái số lượng code không có nhiều á, thành ra mình nên ưu tiên cho những cái người nào mà cũng kiểu như có cái hứng thú làm kinh doanh với Nu Skin các anh chị, hơn là kiểu như là những cái người chỉ là người khách hàng mua thôi. Tại các anh chị biết á, là khách hàng mà để mà giới thiệu khách hàng xài Airdrop Me rất là dễ. Thật sự ra cái vấn đề không phải là mình sợ là mình không có khách hàng, không các anh chị, mình sợ là mình không có đủ code. Thành ra cái chính á, là mình có cái code và mình phân phối cái đối tượng, mình phân phối code, mình có ưu tiên các anh chị. Và khi mà mình cho người ta hiểu được á, là ok từ đây nó dẫn ra cái việc làm kinh doanh, thì là mình sẽ lấy pre-order các anh chị. Những anh chị nào mà thích thú, không bản thân mình không có code mà muốn có được cái code đó thì mình có một cái để mà mình filter cái commitment của người ta đó các anh chị. Là mình có cái tờ gọi là cái người ta có thể điền xuống thông tin của họ, là mình có thể làm cái tờ pre-order form á để mà người ta điền vào, và mình sẽ coi như dựa trên cái tờ pre-order form đó mình lọc lựa lại coi cái người nào là cái người mình sẽ phân phối cái code ra. Tùy theo cái trường hợp, có một số trường hợp mình nói là ok điền đơn pre-order form xuống, nếu mà mình có code thì mình sẽ ưu tiên và mình sẽ confirm sau, mình khoan hay confirm vội các anh chị để mà mình thấy được là cái như cái quý giá của cái code này các anh chị ha. Tại vì không phải ai muốn cũng có thể là mình lâm vô cái trường hợp mình có quá nhiều người muốn mi vào tháng sau nhưng mà không có đủ code thì phải chờ vào tháng 12 nữa. Và từ đó là thêm một cái để mà mình biết được á, là cái quý hiếm của cái động lực để mà đẩy được cái Airdrop Me đó các anh chị, là nếu như mà mình coi như mình phân phối được hết 6 code á cho Airdrop Me vào tháng sau á, thì là tháng 12 công ty sẽ coi như là sẽ cho mình tiếp 6 code nữa các anh chị. Thành ra đó chính là cái động lực. Nếu mà mình không có đẩy được hết 6 cái code đó, mình không có phân phối được hết á, thì tháng 12 mình sẽ không có được code các anh chị. Thành ra đó cũng là một cái động lực để mà mình có thể làm cho thật là tốt, để mà mình tiếp tục có được cái lượng volume đó cho 6 code vào tháng 12. Và đặc biệt là mở ra một cái cơ hội cho anh chị. Ví dụ như một số anh chị mà tháng này mà chưa có kịp để mà hoàn thành chỉ tiêu thành Ruby á, để được 12 code cho bản thân á, nhưng mà trong hệ thống của mình đã có những người LOI, đã có những người Qualified Executive á, thì mình tiếp tục mình gầy dựng hệ thống của mình vào tháng sau các anh chị. Nếu tháng sau mà chúng ta đạt được chỉ tiêu thành Ruby, chúng ta có thể phân phối được hết 6 cái code mà chúng ta có được vào tháng sau á, thì tháng 12 mình sẽ được double các anh chị, mình sẽ được 12 code. Tại vì khi mà mình đạt được cái chỉ tiêu là Ruby đó, thì là tháng 12 mình có thể là tăng thêm, thành ra nó mở ra cơ hội cho chúng ta đạt được một mức lượng commission như thế nào vào tháng 11, và qua tháng 12 mình theo đà đó mình tiến lên các anh chị, và mình có thể là gọi là gấp đôi cái tiền commission đó nếu như mà bản thân mình và hệ thống của mình nó là đều tập trung vào để mà đi theo cái đường hướng phân phối cái lượng code một cách thông minh các anh chị. Thành ra là mình để ý
Và nếu mà mình trong cái trường hợp đó mình làm việc thật là chặt với cái người account manager của mình đó, để mà người ta từng bước người ta hiểu được cái tình trạng, cái hệ thống của mình người ta đã hiểu rồi, mà người ta biết được cái plan của mình là như thế nào, cái mục tiêu mình muốn đạt được là như thế nào, để mà chúng ta có thể tiếp tục maximize cái lượng code đó, maximize cái lượng commission của mình vào tháng 12 các anh chị ha. Tháng 11 chỉ là mới bắt đầu thôi, và cái mà Quế rất là vui và rất là hào hứng và rất là hứng khởi với cái đợt pre-launch kỳ này á, nó không phải chỉ là vài phút hoặc là chỉ một ngày như cái lần LTO những lần trước, mà là cả 2 tháng các anh chị. Mình có cái điều kiện, có cái cơ hội để mà mình thắng lợi trong 2 tháng là tháng 11 và tháng 12 luôn. Thành ra cái đó là một cái mình để ý, là một cái cơ hội rất là quý các anh chị. Nếu tháng này mà những anh chị nào mà gần tới rồi đó, các anh chị cố gắng ha, cố gắng để mà mình có được cái code. Tại vì Quế sẽ tin chắc á, là một số anh chị nào mà buông xuôi mà không có được cái chỉ tiêu, không có code á, vào tháng 11 các anh chị sẽ rất là tiếc nha. Tại vì lúc đó mà mình có người trong hệ thống của mình á, mà hoặc là những cái người mà mình chia sẻ mà người ta muốn có cái ASLOCMe mà mình không có code, thì có thể người ta sẽ đi kiếm cái người khác mà có code, tại vì người ta rất là thích xài Mi đó, thì lúc đó sẽ rất là tiếc cho chúng ta. Thành ra là mình nhìn xa hơn một chút xíu các anh chị ha. Rồi bây giờ Quế nhìn trên đây cũng chưa thấy có anh chị nào bấm số 5 và dấu hoa thị hết. Ok, rồi tiếp theo á, là với cái ASLOCMe này, một cái hay nữa không phải là cái commission không, mà là cũng là một cái nó khai đắp vô một cái cơ hội rất là hay để cho chúng ta cũng có thể là qua đó mà mình xếp đặt cái hệ thống của mình, và mình kiểu như là mình nói chuyện với những người trong hệ thống của mình, để mà từ đó mình có thể đạt được cái chỉ tiêu để mà tham dự cái success trip đi Iceland các anh chị. Rất là hay, tại vì nếu như các anh chị thấy là để mà được cái code á, một cái mà mình có thể nói là mình trước hết là mình ưu tiên cho những anh chị nào mà được LOI hoặc là được qualify executive cho tháng này đó các anh chị, thì mình sẽ ngồi xuống nói với họ là bây giờ là họ có một, mình sẽ cho họ một cái code ASLOCMe để tháng sau họ có thể hoặc là mua trải nghiệm cho bản thân, hoặc là nếu mà họ đã có, họ đã xài rồi, thì họ có thể là dùng cái code đó để mà để lại cho một cái người prospect mà có cái ý định làm kinh doanh với Nu Skin đó, để mà họ cũng có cái dịp trải nghiệm ASLOCMe. Thì từ đó mình sẽ làm một cái cách để mà mình hỗ trợ cho những cái người LOI và những cái người qualified executive của mình trong tháng này á, giúp họ trở thành executive vào tháng sau. Và với cái motivation là họ có cái incentive là họ phấn đấu, họ làm thành executive vào tháng sau, để mà họ cũng có được code của ASLOCMe, để mà họ cũng có thể tham gia vào cái pre-order cho tháng pre-launch của tháng 12 các anh chị. Thành ra là họ cũng thấy được đây là win-win, mình hỗ trợ và mình giúp cho họ, để họ thấy được à, họ thành được executive vào tháng 11 thì họ sẽ có được code vào tháng 12. Và đó chính là cái động lực của mình để mình giúp đỡ. Thì mình biết là khi mà mình sản sinh ra executive thì là mình đang trên bước đường hoàn thành chỉ tiêu để mà được cái Iceland Success Trip, không các anh chị? Iceland Success Trip Qualification. Rồi mà những anh chị nào mà đã đạt được chỉ tiêu cho Iceland Success Trip á, thì cái tận dụng cái pre-launch của ASLOCMe để mà mình maintain cho cái success trip đó các anh chị. Bởi vì khi mà mình đạt được chỉ tiêu để mà đi cái gọi là cái Iceland success trip á, thì có nghĩa là trong hệ thống của mình có executive, và những người executive đó cũng đang náo nức để mà tham gia vào cái pre-launch này, và để mà giúp cho họ maintain được cái, vừa mở rộng cái hệ thống của họ và họ vừa maintain được cái executive của họ. Bản thân của họ nếu mà cũng duplicate, sao chép làm giống như mình, thì họ cũng sản sinh ra những cái người executive ở dưới của họ, họ đem những cái code mà họ có được cho những người LOI, những người qualified executive ở trực tiếp ở dưới họ, đúng không? Thì là họ sẽ qualify trở thành đi được ở Iceland. Thì lúc đó mình sẽ nói là
những cái anh chị nào mà đạt được cái Iceland Success Trip rồi, cái qualification rồi á, là tận dụng cái AgeLockMe pre-launch này để mà giúp cho các anh chị maintain là cái thứ nhất và trở thành star creator trong cái việc là mình giúp những cái người downline trong hệ thống của mình cũng là star, phải không các anh chị, là cũng đạt được cái chỉ tiêu để đi Iceland Success Trip. Thành ra là cái pre-launch của AgeLockMe với phải nói rất là tuyệt vời nếu mà những anh chị nào mà nhìn thấy được á, là nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều mặt về cái công việc kinh doanh với Nuskin các anh chị. Từ cái gọi là cái tiền commission mình có được sẽ cao hơn, cho đến cái việc là mình thu hút một cái lượng khách hàng nhiều hơn, rồi cho tới cái việc là mình có thể giúp cho hệ thống của mình, những anh chị cũ nó mở ra một cánh cửa cho mình có thể nói chuyện lại với những người cũ của chúng ta và giúp cho họ hứng khởi lại với một cái cơ hội mới này và họ có thêm cái tự tin là họ làm được với cái đợt, với cái sản phẩm mới AgeLockMe. Rồi thêm vào nữa đó là giúp cho chúng ta có cái benefit là giúp cho chúng ta là mở rộng cái hệ thống của mình, giúp cho chúng ta là có thể đạt được cái chỉ tiêu tham dự Success Trip, tham dự Success Trip Iceland, đạt được cái chỉ tiêu cũng như là tiếp tục maintain trên cái con đường mình chính thức mình được đi cái chuyến Success Trip cho Iceland và sản sinh ra thật là nhiều anh chị ở trong hệ thống của mình cũng đạt được cái chỉ tiêu đi Success Trip rất là kỳ diệu các anh chị. Và nó không ngừng lại ở đó các anh chị, nó chỉ là bắt đầu và nó đi theo tiếp nữa sau cái pre-launch chúng ta có đó, rất là tuyệt vời. Là chúng ta có pre-launch vào tháng 11 nè, chúng ta có pre-launch vào tháng 12 và qua tháng 1 là công ty chính thức launch các anh chị. Và từ đó là mở ra cho mình một cánh cửa là có được những cái người, một số người trong hệ thống của mình mà cùng là cái người hợp tác kinh doanh với mình, business partner đó, những cái người executive hoặc là ruby downline của mình đó, là lúc đó họ cũng gầy dựng được hệ thống của họ để khi mà công ty chính thức launch vào tháng 1 các anh chị, là lúc đó là mở rộng ra tất cả mọi người đều mua được AgeLockMe, chính là cái lúc mà chúng ta expand cái hệ thống của mình thật là rộng lớn và có được một cái lượng khách hàng dùng sản phẩm từ những cái người mà mình kêu là những cái người distributors mạnh của chúng ta ở trong hệ thống của mình. Và cứ thế là nối tiếp, thành ra nếu mà những anh chị nào mà bắt được ngay từ ngay từ những cái đợt sóng đầu của cái pre-launch của AgeLockMe, các anh chị sẽ thấy là cái việc mà đạt được cái chuyến tưởng thưởng Success Trip Iceland là một cái điều nắm trong bàn tay các anh chị. Tại vì với cái đà và với cái launch plan của công ty như vậy là mình sẽ không có cái tình trạng là có người muốn mà không có được cái sản phẩm. Thành ra cái tháng này, một trong những ngày tháng này, một trong những cái tiếng cuối cùng của ngày hôm nay và tháng sau là mình tập trung vào, mình ưu tiên cái AgeLockMe cho những cái đối tượng làm kinh doanh. Bên cạnh đó đó là những cái anh chị nào mà xài sản phẩm trung thành tùy theo cái tình trạng hệ thống của mình á, là Quế thấy cái việc mà mỗi một người chúng ta mà có 6 code hay là 12 code mà để mà mình phân phối được là một cái điều rất là dễ dàng. Đặc biệt là nếu mà chúng ta có trải nghiệm sản phẩm, các anh chị sẽ thấy và mình có rất rất là nhiều những cái video YouTube, những cái hình ảnh khi mà mình nói về AgeLockMe. Thứ nhất là làm cái skin assessment, rồi sau đó những cái hình ảnh về giải Emmy Awards của Mỹ cho thấy là Hollywood, những cái diễn viên Hollywood họ cũng xài nè. Rồi những cái hình ảnh before and after của sản phẩm AgeLockMe, những cái video clip rất là ngắn nói về cái công nghệ độc quyền tân tiến như thế nào. Thành ra cái việc mà Quế thấy, cái việc mà giới thiệu cái sản phẩm AgeLockMe để cho người tiêu dùng thích thú mà xài là một cái điều rất là dễ. Bản thân mình ngày xưa mình xài một cái mỹ phẩm nào tốt á, mà bạn bè của mình thật sự ra họ chỉ thấy cái da của mình đẹp ra tốt là họ nghe mình nói là coi như giới thiệu là họ mua xài rất là dễ dàng, và đặc biệt là cái giá tiền rất là phải chăng. Thành ra là đó là những cái mà mình nói là với nó, nếu mà trick or treat về AgeLockMe, với thấy có rất là nhiều cái điều treating mà mình sẽ đạt được nếu như mà mình có thể tận dụng được cái cơ hội này các anh chị. Rồi còn lại 10 phút cuối ha, Quế rất là mong khuyến khích các anh chị nào mà có muốn góp ý gì hoặc là cũng có muốn chia sẻ qua cái đề tài ngày hôm nay đó, các anh chị tự nhiên bấm số 5 dấu hoa thị trên conference call ha, cũng như là viết trên cái comment đó
trên cái cột comment của cái Facebook Live á, có những gì các anh chị, những cái suy nghĩ, những cái cảm nghĩ như thế nào về cái tiềm năng trước mắt mà mình có được cái làn sóng rất là lớn các anh chị. Sắp sửa đây á, là rất là vui, là coi như là trong những tháng vừa qua đó là phải nói là chuẩn bị rất là kỹ. Có một số anh chị là mới biết là vài năm rồi để mà trông chờ cái ngày mà sản phẩm AceLockMe ra đời ở thị trường Mỹ, và cái ngày đó ngày càng tới gần rồi các anh chị. Và chúng ta còn rất là ngắn, chỉ có vài tiếng đồng hồ nữa và thêm một ngày hôm sau là ngày mai đó, để bắt đế để mà đạt được tất cả những cái chỉ tiêu để mà trong tay mình có được thật là nhiều code cho AceLockMe. Thì Quế cũng xin chúc tất cả các anh chị thật là thành công ha, và đạt được thật là nhiều code ha. Rồi, ok, có anh chị nào có câu hỏi gì hay không, hay là góp ý gì hay không ha? Ok. Rất là vui các anh chị, thật sự ra một cái mà Quế rất là hấp dẫn á, nếu mà nói về thêm vào đây á, về skin assessment á, rất là hay á, là khi mà mình làm xong á, mình có thể share với cái người bạn của mình á là cái code của mình là gì. Và trước trước khi đó là mình nói ok, mình đố coi là cái code của họ có giống hay không nha. Và tới ngày giờ này các anh chị, Quế vẫn chưa thấy cái code của cái người nào mà giống cái code của Quế hết đó. Thành ra cái đó làm cho mình càng thấy cái Emmy mà mình đang xài là càng đặc biệt hơn các anh chị, tại vì nó có cái cảm giác càng ngày là cảm giác là nó của riêng mình thật sự, tại vì tới bây giờ Quế vẫn chưa thấy là có ai mà có cái code giống như mình. Và ngay cả bản thân của mình cũng rất là hay các anh chị, mình update lại cái skin assessment sau một thời gian xài, tùy theo cái tình trạng da của mình á, mình thấy rất là rõ là có thể là nó không có giống cái code của 2-3 tháng trước mình làm các anh chị. Giống như là mình đi may áo vậy đó, có cái lúc á thì là cái số đo của mình không phải lúc nào cũng giống nhau các anh chị, có thể là càng ngày càng tốt hơn phải không? Rồi, ok, rồi thêm một số điều mình nhớ về nếu mà nói về tận dụng cho AceLockMe kinh doanh các anh chị. Đặc biệt là những cái anh chị nào mà có người prospect của mình là người nói tiếng Anh á, thì các anh chị một cái mà Quế học hỏi được á, cũng là một cái hay đó là các anh chị có thể tận dụng cái trang website này để mà show cho người ta về cái ba cái video ngắn các anh chị. Mà mình một cái hay mình hỏi đó là nếu như mà có 5 phút để mà tập trung hay không, thì người ta thường trả lời là yes. Thường là nếu mà cho một cái video quá dài á, thì người ta xem người ta rất là mệt mỏi các anh chị. Mà nếu mà hỏi người ta ồ có 5 phút để mà tập trung hay không, thì người ta sẽ tập trung liền và người ta sẽ xem. Thì các anh chị vào dành cho đặc biệt là những cái người nào mà nói tiếng Anh á, không hẳn là người Mỹ, có một số anh chị người Việt mà prefer nói tiếng Anh á, thì mình vào cái trang là preagelockme.com. Đây là của OTG làm ra các anh chị, và ở dưới này á, là mình có cái mình có ba cái video clip ngắn mà mình dẫn dắt. Quế xem ba cái video clip này rồi Quế thấy rất là hay và mình dẫn dắt cho họ đó các anh chị. Mình bật cái play, và khi mà mình bật cái play á thì là mình có cái subtitle các anh chị. Thì để Quế bật cái subtitle ở đây á, thì sẽ giúp cho họ tập trung hơn khi mà họ thấy có cái subtitle nữa. Và khi mà xem xong các anh chị mỗi một cái video clip này, là ví dụ như cái này là chưa đầy một phút, rồi là mình bấm vào cái video thứ nhì đó, mình bấm vào cái video thứ nhì các anh chị, và mình cũng cho họ xem và theo dõi cái video thứ nhì á, thì cũng chỉ là 2 phút mà thôi. Rồi tiếp theo á, là cái video thứ ba các anh chị đó. Thành ra là cái trang này á, là mình có thể là cho cái người đối diện của mình xem ở trên cái iPad hoặc là iPhone, không có cần phải đem laptop theo, rất là tiện lợi các anh chị. Chỉ có nơi nào mà có internet là mình có thể là ấy được. Rồi kế tiếp là cái skin assessment á, thì rất là dễ, thì mình vô cái trang của công ty các anh chị ha, vô trang nuskinusa.com. Rồi là ở cái phần của show đó, thì mình vào AceLockMe là mình có được cái chỗ làm skin assessment. Cuối cùng có hai cái
Recording đó để mà hướng dẫn làm nó cũng rất là đơn giản các anh chị, mình cứ làm theo như vậy mà thôi. Mình có bốn cái ngôn ngữ ở đây rất là hay để mà người ta thấy được là người ta có thể show cho bất kỳ người nào mà nói một trong bốn cái ngôn ngữ này các anh chị. Đó, thành ra đó là một số cái để mà mình có thể giúp cho mình trong cái việc chia sẻ về ASOCMe. Cuối cùng là để mà còn lại 5 phút cuối cùng để mà nhắn gửi lại các anh chị á, cái wrap up lại cái call ngày hôm nay á các anh chị. ASOCMe là một cái cơ hội mà Quế thấy là rất là lớn. Mình thấy được ở đâu là tại vì là cái sản phẩm này là quá là tuyệt vời, là đầu tiên trên thế giới thôi, mà những cái gì mà nó là đánh dấu đầu tiên trên thế giới là mình thật sự mình không có đối thủ cạnh tranh các anh chị. Tại vì ở ngoài kia không có một cái sản phẩm nào có thể để mà dùng để mà so sánh với ASOCMe, tại vì nó là đầu tiên. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là dễ cho chúng ta để mà chúng ta giới thiệu, và cái từ đó cái cơ hội kinh doanh nó tới. Nếu mà mình có thể nhắm mắt mình tưởng tượng là cứ mỗi một nhà như vậy là ai nấy cũng có xài, ai nấy cũng có để một cái ASOCMe này, mỗi một nhà, mỗi một hộ gia đình đều có, và cứ hàng tháng các anh chị, mỗi ngày chứ, mỗi ngày là người ta xài. Và cái này nó có cái yếu tố là xài mỗi ngày, thành ra đây là cái tự nhiên của một cái sản phẩm mũi nhọn rất là tuyệt vời. Mỗi ngày mỗi xài như vậy, cứ hàng tháng là người ta phải refill, và đó chính là đem lại cái nguồn tiền đều đặn, nguồn tiền commission đều đặn cho chúng ta, là một cái cơ hội rất là lớn. Và đây không phải ngừng lại ở đây, công ty đã nói đây là một cái platform mà có thể coi như là platform, người ta có cái roadmap là 10 năm các anh chị. Nó sẽ là giống như iPhone, bây giờ là iPhone 7 rồi sắp sửa sẽ ra iPhone version 8, version 10. Thì cái này mình thấy là vài năm nữa nó giống như là ASOCMe 1, ASOCMe 2 rồi mini ASOCMe hay là như thế nào đó, nhắm mắt có thể nhìn thấy. Nhưng là chưa gì mà tháng 1 này là họ đã có cái upgrade các anh chị, là có thể là có cái dây điện để mà chúng ta cắm điện, chúng ta sạc điện và không có cần phải tốn tiền mua pin nữa, mua battery nữa. Thành ra từ từ sẽ upgrade, và từ cái ASOCMe này mình sẽ thấy là những cái mình kêu là accessory chung quanh đó nó sẽ mở ra là rất là nhiều thứ để mà mình có thể mở rộng cái kinh doanh này các anh chị. Từ cái ASOCMe này, chưa gì là Quế thấy là như lúc đầu cái hình mà Quế show cho các anh chị về cái flyer đó, là những cái trang trí, những cái áo bọc bên ngoài của ASOCMe đó cũng là một cái kinh doanh rồi đó các anh chị. Rồi để như thế nào, trang trí ASOCMe như thế nào, rất là tuyệt vời các anh chị. Thành ra đây là một cái chủ lực rất là hay. Thành ra mình là những người may mắn các anh chị. Hiện nay thật sự ra mình đang là những người rất là may mắn. Mình biết được cái cơ hội này đến với chúng ta trước khi là chính thức công ty cho ra mắt ở thị trường. Và đây là mình là những người đầu tiên đang đứng trước cái làn sóng. Thành ra là sẽ rất là tốt cho những anh chị nào mà bắt kịp được cái làn sóng này và đứng ở đầu làn sóng. Tại vì là mình không biết thì thôi các anh chị, nếu mà biết mà mình bỏ qua, Quế nói với các anh chị là sẽ rất là tiếc. Sau này mình sẽ thấy những anh chị nào mà nắm bắt được cơ hội này mà thành công á, mà mình cũng biết mà mình không có nắm bắt á, thì các anh chị sẽ thấy rất rất là đáng tiếc, rất là uổng. Thành ra là tóm lại là các anh chị cố gắng ha, nếu mà mình gặp những cái trở ngại hay những cái khó khăn gì trong cái vấn đề để mà mình hỗ trợ cho hệ thống của mình hoặc là bản thân của mình để có được cái code tham gia vào cho cái ASOCMe vào pre-launch của tháng 11 á, các anh chị mình có rất là nhiều cái sự hỗ trợ các anh chị, từ người sponsor upline của mình cho tới công ty, cho tới account manager, cho tới ngay cả người sideline của mình. Mình tận dụng các anh chị. Và thật sự ra cái này là cái kinh doanh cho mỗi bản thân của chúng ta. Thành ra mình muốn thì mình phải là người lao ra các anh chị. Mình cần giúp đỡ gì mình phải là người lên tiếng. Thành ra là tất cả mọi thứ chung quanh, mới phải nói là tất cả mọi thứ là có sẵn cho mình hết để mà giúp cho mình. Thành ra chỉ có quan trọng là mình có chịu mở lòng ra để cho để nhận được những cái hỗ trợ đó, để mà mình có thể là nắm bắt được cái cơ hội này các anh chị ha. Again, về mình thấy là ASOCMe pre-launch vào tháng 11 mở ra cho mình một cánh cửa, không những là đạt được tiền commission cao các anh chị, commission cao cho Thanksgiving nè, mình sẽ nhận được cái check hoa hồng đó là cho tháng 12 để mà có thêm tiền đi shopping cho Christmas, mà là mình có coi như là 2 tháng liên tiếp các anh chị, pre-launch vào tháng 11, pre-launch vào tháng 12,
và official launch vào tháng 1. Thành ra đó là ba cái chuỗi launch liên tiếp như vậy để cho giúp cho mình không có bị gián đoạn trong cái việc xây dựng và phát triển hệ thống của chúng ta. Từ những người mới trong hệ thống của mình cho tới những người cũ các anh chị, mình có rất là nhiều incentive. Họ phân phối được sản phẩm những cái đợt LTO trước về TR90 hay là A-Slot Youth như là hai cái lần LTO trước các anh chị thấy mình không có được quà gì hết, mà với lần này là phân phối được A-Slot, được cái code của A-Slot Me là có được sản phẩm free nữa. Thành ra đó là tạo cho rất là nhiều động lực để cho hệ thống của mình sôi nổi các anh chị, và có thể là làm được và mình nắm được trong tay cái volume của mình như thế nào dựa trên cái số lượng code của mình. Thành ra là giúp cho mình là có được cái hệ thống vững chắc hơn, có những người là làm cái kinh doanh này, đồng thời là đạt được, song song đó là đạt được những cái chỉ tiêu để mà cho giúp cho các anh chị đạt được cái chỉ tiêu đi được cái Iceland Success Trip, đạt được chỉ tiêu cũng như là vững chắc để mà mình maintain được, để mà đi được cái Success Trip, và không những bản thân của mình là star mà mình từ đó mình tạo dựng ra những cái người stars trở thành star creator. Thành ra và nó cứ thế nó mở rộng ra các anh chị. Và tiếp theo sau cái đợt pre-launch này là mình có được một cái hệ thống rất là vững, và có khách hàng xài A-Slot Me đều đặn, và từ cái A-Slot Me sẽ mở rộng ra những cái sản phẩm khác không các anh chị, tại vì cái đó là cái bình thường của chúng ta. Nếu một người khách hàng mà người ta thích, hay là bản thân mình thích một cái sản phẩm của một cái nhãn hiệu đó, thì người ta sẽ mở lòng để mà xài những cái sản phẩm khác. Thành ra là cái tiềm năng nó cứ đến, tiềm năng rất là lớn, và cái cơ hội cứ càng ngày càng mở rộng cho chúng ta. Thành ra tóm tắt lại là một cái cơ hội rất là tốt các anh chị nắm bắt. Và Quế một lần nữa chúc tất cả các anh chị ha, còn vài phút nữa của ngày 31 tháng 10 thật là thành công, cũng như là ngày mai nếu mà cần có bắt đế, công ty có cái giờ mở cửa cũng rất là trễ để mà có thể hỗ trợ cho tất cả các anh chị ha. Thành ra chúc các anh chị thành công thật là lớn và đạt được thật là nhiều code để mà tham gia vào pre-launch cho tháng 11. Rồi, ok, bây giờ đến giờ rồi thì Quế cũng xin kết thúc cái call này. Hẹn gặp lại các anh chị vào lần sau ha. Xin chào và tất cảm ơn các anh chị.